Rồi, xin chào anh chị và các bạn nha. Chiều mới vừa về thì một chiếc Veloz bản Rush anh chị. Bản Rush á, bản này là bản full luôn á. Full luôn. Đó, xe này anh chị lăn bánh là nó khoảng ngoài gần 800 triệu nha. Hôm nay chiều bán xe này chạy có 3.000 cây và chạy lướt luôn và đẹp như xe mới luôn, có biển Sài Gòn sẵn cho anh chị luôn. Đó, xe này trang bị này, camera 360 nè, thấy không? Biển Sài Gòn này thấy không? Đó, đèn full LED cho anh chị luôn nè, chiếu sáng luôn. Đó, có LED ban ngày, có LED xi nhan đầy đủ ha. Có đèn cản là đèn halogen thôi. Đèn xe rất là đẹp luôn, rất đẹp nha. Mới chạy có 3.800 cây thôi. 3.800 cây có trang bị cảm biến áp suất lốp cho anh chị luôn nè, thấy không? Vỏ xe nè, 3.800 cây thì còn rất là dày luôn. Anh chị nào quan tâm cái dòng Veloz Rush mà bản top này ha, thì alo cho chiều đến coi xe nha. Xe thì có đèn viền nội thất nhìn rất là đẹp anh chị, rất đẹp ha. Đó, đây nè, các chi tiết trong xe là còn mới tinh luôn. Thì xe mới chạy có 3.800 cây thôi, thì có gì đâu mà để nghiên cứu anh chị ha. Và xe mua bán chiều vẫn đảm bảo và cam kết cho anh chị đàng hoàng là xe không tai nạn, không ngập nước, không bùng rã động cơ, bao anh chị chết hàng thoải mái. Và xe này vẫn còn bảo hành chính hãng toàn quốc anh chị nha, cứ thoải mái mà chạy nè. Có nói chung là người ta cũng lắp thêm đầy đủ cho anh chị, chẳng hạn như là bọc vô lăng nè, bọc tắp lô nè, cảm biến áp suất lốp nè, camera hành trình nè. Đó, màn hình này là màn này có thể là màn Android nè, có camera 360 luôn á chị, 360 đầy đủ. Có nè, thắng tay điện tử tự động dư thắng, sạc pin không dây, đèn viền nội thất nhìn rất là đẹp ha, nhìn nó trẻ trung hơn, xe nó hiện đại hơn. Đây, rất là đẹp ha. Các chi tiết trong xe còn mới tinh nè, mới chạy có 3.800 cây thì có gì đâu mà nghiên cứu anh chị ha. Xe sản xuất 2022 nhập Indo luôn. Đó, và một mức giá mà chưa bán cho anh chị này. Một chiếc xe mà chạy lướt 3.800 cây, giá chỉ có 668 triệu thôi. Thì có gì nữa đâu mà nghiên cứu anh chị ha. Có bộ lót sàn 5D cho anh chị sẵn luôn nè ha. Đó, đây, xe này anh chị mua về chỉ cần tốn thêm 2% trước bạ để đi đóng thuế cho nhà nước nữa thôi là về chiếc xe chính chủ của mình rồi. Đó, rất là rẻ, cực kỳ rẻ luôn, rẻ hơn xe mới rất là nhiều luôn. Đó, nếu mà anh chị muốn tiết kiệm được một phần thì cứ qua lấy chiếc này của chiều ha, tiết kiệm được một phần. Không, thay vì anh chị mua mới nó gần 800. Xe này người ta chạy lướt nè, chạy mới có 3.800 cây thôi. Đó. Và được cái người ta cũng lắp đầy đủ phụ kiện thêm cho anh chị nè, đó, đó bọc trần nè, đó lót sàn nè. Và nói chung là cũng có camera hành trình, có cảm biến áp suất lốp đầy đủ ha. Xe thì đẹp nữa. Và xe mua bán vẫn đảm bảo cho anh chị luôn là không bung rã động cơ, không cấn đụng nha, không ngập nước, bao chết hãng. Nếu mà xe này anh chị lên coi xe mà xe nó có những cái vấn đề mà nãy giờ chiều nói, chiều sẽ tặng cho anh chị luôn cái xe này. Và anh chị nhớ lưu cái clip này lại để làm bằng chứng anh chị nha. Lưu clip lại để làm bằng chứng. Đây, xe còn rất là đẹp này. Cái nước sơn nè, sơn zin luôn. Sơn zin cho anh chị luôn nha, sơn zin. À, chỉ có 668 triệu thôi. Thì có gì đâu mà để suy nghĩ anh chị ha. Đó, còn anh chị muốn mua xe mới thì nó gần 800. Đó, anh chị muốn tiết kiệm một phần đi xe lướt 3.000 cây. Không? Người ta lên người ta chạy có 3.800 cây thôi thì có gì đâu mà phải sợ đúng không anh chị? Đó, đây nè, rất đẹp luôn. Tất cả chi tiết trong xe còn mới tinh. Đây, sẵn tiện là chịu mở luôn cái nắp capo lên. Để quay cái phần động cơ cho anh chị các bạn xem mà quay cái khung xương, quay keo chỉ cho anh chị coi luôn cho nó kỹ ha. Đây nè, sản xuất xe này nè, 2022, xuất xứ từ Indo anh chị nha, xuất xứ từ Indo. Đó, xe rất đẹp, giá chỉ có 668 triệu thôi. Đây, để chị mở cái nắp capo lên, chị quay cái phần động cơ cho anh chị các bạn xem qua luôn nè. Đó, và đây là một cái động cơ 1.5 nè. Đó, 1.5 của Veloz nè. Nè, máy móc thì chưa có kịp vệ sinh đó. Thì nói chung xe này còn rất là mới mà, anh chị thấy không? Nó chỉ đóng bụi thôi. Chỉ đóng bụi thôi. Cái này chỉ cần thổi gió cái thôi là cái máy nó mới tinh nè. Thổi gió xịt nước sơ qua cái. Đó, đây nè, những cái khung xương nè. Khi mua xe thì chị kiểm tra hết rồi, anh chị cứ yên tâm. Ốc capo nè, đó, keo chỉ mọi thứ nè. Đó, như anh chị có thể nhìn thấy trên cái clip của chiều rồi, coi hết tất cả các chi tiết trong cái clip của chiều thì anh chị cũng thấy rồi, đâu có gì nữa đâu để mà lo lắng anh chị ha. Đó, quay kỹ luôn và quay hết các chi tiết trong xe rồi đó, thấy không nè. Đó, mọi thứ ha, còn rất là mới nha, rất là mới nha. Đó, giá chỉ có 668 triệu thôi, một mức giá cực kỳ hợp lý luôn, chạy có 3.000 cây thôi, full phụ kiện. Rồi, anh chị nào quan tâm chiếc này thì alo cho chiều đến coi xe nha. Giá cả thì chiều vẫn còn bớt thêm đó, cứ đến coi xe đi rồi anh em mình tính tiếp anh chị nha. Và chiều có giao xe toàn quốc luôn. Nếu mà anh chị nói xa ở tỉnh mà không có thời gian chạy lên, mà anh chị coi clip của chiều mà cảm thấy chiếc xe này ok quá rồi, đặt cọc cho chiều, chiều sẽ giao xe tới tận nhà cho anh chị luôn. Anh chị khỏi lên trên đây. Và nếu mà khi về tới nhà anh chị nha, giao xe tận nhà anh chị mà xe này có bị lỗi, có bị lỗi cứng đụng ngập nước hay là đi test hãng mà có vấn đề gì đó, chiều sẽ hoàn tiền cọc lại cho anh chị và không tính bất kỳ chi phí vận chuyển nào hết anh chị nha. Cứ yên tâm, xe rất đẹp. Rồi, chiều cũng cảm ơn anh chị và các bạn đã xem clip nha. Anh chị các bạn lần đầu vào kênh của chiều thì nhớ bấm đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo về xe ô tô cũ đã qua sử dụng. Còn anh chị nào chẳng hạn như bạn bè, người thân, hàng xóm của mình mà đang quan tâm cái chiếc Veloz này nè, mà anh chị có coi mà anh chị không quan tâm thì cứ gửi cái clip này cho người thân, bạn bè hay là hàng xóm của mình coi nha, để người ta có thể là quan tâm cái xe này và mua xe này đó. Thì chiều cũng gửi cho anh chị một chút xíu cà phê để vui vẻ anh chị ha. Rồi thôi, chiều xin chào nha, hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo anh chị nha.